Hello anh em, thì trong cái video ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mô hình kinh doanh online mà mình học được từ chỗ thầy Phan Thành Long nha. Thì bữa mình có qua học các cái khóa học bên chỗ thầy Phan Thành Long á, thì chắc là mọi người cũng biết là Phạm Thành Long là một cái người thầy rất là nổi tiếng ở trên internet ở trong khoảng thời gian vài năm gần đây, và họ rất là hot trong trong khoảng độ từ Tết đến bây giờ á, là thầy có cái kênh YouTube và trên cái fanpage thầy phát triển rất là nhanh. Và khi mà tụi mình đi học thầy á, thầy mới hé lộ cho một cái bí mật, đó là cái hệ thống kinh doanh của thầy như thế nào, tại sao thầy lại làm điều này. Thì sau khi mà mình về nhà và mình ngồi mình nghiên cứu cái hệ thống kinh doanh của thầy á, và mình nghĩ ra và mình ghép vào cái hệ thống kinh doanh hiện tại của mình bây giờ á, và mình đã áp dụng, thì thấy là nó khá là hiệu quả. Nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn toàn bộ cái hệ thống này. Thì đương nhiên là đây chỉ là phần thô thôi, còn nếu mà phần tinh, tức là phần chi tiết hơn nhỏ bên trong á, thì ở đây thì mình chưa có vẽ ra được, mình chỉ vẽ cho các bạn để các bạn hiểu trước về cái mô hình như thế nào thôi nhá. Thì đây gần như là một cái hệ thống kinh doanh hoàn toàn là tự động đến 90% luôn. Thì đầu tiên là ở trên cùng này là những kênh để có thể thu hút được traffic miễn phí, ví như là Facebook này, YouTube hay là blog hay Instagram hay là TikTok. Thì trong ví như là trong Facebook này nhá, thì nó còn chia nhỏ ra nữa là Facebook cá nhân này, fanpage này và nhóm. Fanpage thì có hệ thống fanpage, rất là nhiều fanpage. Nhóm thì có rất là nhiều nhóm. Sau đó mình sẽ có một kênh YouTube này, rồi là các cái blog này, các cái web này, các cái landing page này, rồi là các nick, những cái tài khoản Instagram, rồi Twitter, những cái về chia sẻ hình ảnh á, thì mình nói chung nó là Instagram. Và các mạng xã hội thì là Facebook, trong đó còn có thêm mạng xã hội như là Zalo này, cũng là tính là mạng xã hội này, và các mạng về video như là YouTube hoặc là TikTok. Tại sao mình lên cái hàng này? Mình thấy hàng này đang rất mạnh. Tiếp theo là mình sẽ thông qua, sau khi mà kéo được cái lượng traffic này rồi, mình sẽ thông qua một cái gọi là cái ô này, mình viết là data. Thực ra nó là một cả một cái bộ máy cơ, thì nó sẽ xử lý các dữ liệu trên này, kéo khách hàng về thông qua một cái kênh có thể thu hút khách hàng bằng cách là điền mail này, bằng cách là e-bot này. Ví dụ đây là email này, thì mình là thu hút khách hàng bằng điền mail, e-book này, để lại số điện thoại này. Đấy, thì mình sẽ dùng cái kênh email, chatbot và SMS hoặc là phone, tôi gọi điện thoại telephone đó, để có thể để liên lạc với khách hàng và liên tục trao giá trị với khách hàng, tặng quà hoặc là liên lạc với khách hàng để hướng dẫn người ta, chia sẻ cho người ta những cái mẹo, những cái cách. Tiếp theo á, thì khi mà mình đã có cái data khách hàng này rất là lớn rồi, gọi là big data rất là lớn rồi á, thì đó thì mình bắt đầu mới phân tích cái insight khách hàng trong này. Tức là mình phân tích sâu với khách hàng xem là họ thích điều gì, nhu cầu của họ là điều gì. Đấy, có rất là nhiều nhu cầu. Đây mình biết là 1, 2, 3, 4, nhưng thực ra là có rất rất nhiều nhu cầu. Một con người có rất rất là nhiều nhu cầu nhá. Thì đó mình mới thiết kế cái sản phẩm của mình cho sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu này. Thì các sản phẩm này mình sẽ phân cấp từ là phễu này đến cuối phễu. Đầu phễu là những sản phẩm mình có thể cho không hoặc tặng. Tặng hoặc là cho không, hoặc là bán với giá rẻ hoặc không lãi, hoặc là có lãi một chút thì thôi cũng được. Thường thì ở trên phễu này thì sẽ là những sản phẩm miễn phí và không có lãi. Thì mình dùng các kênh như là email hoặc chatbot hoặc SMS, phone để mình trao cho khách hàng, mình tặng cho khách hàng. Để thứ nhất để trao khách hàng thông qua hệ thống data này, và từ đó phân tích thêm cái insight khách hàng, phân tích thêm về sở thích, hành vi, các thứ của khách hàng. Thế sau đó khi mà mình biết được điều đó rồi, mình bắt đầu lại tìm hiểu xem nhu cầu họ là gì, và tiếp tục đến sản phẩm thứ hai để đưa vào, sản phẩm thứ ba đưa vào. Thì những sản phẩm nào mà mình cảm thấy là mình có thể bán được, kinh doanh được rồi á, thì mình sẽ cho nó vào một các cái hệ thống kênh bán hàng. Kênh bán hàng ở đây ví dụ như là các bạn bán hàng tại cửa hàng này, shop này, các bạn bán hàng, đây là mình chỉ nói online nhé, nên là mình điền một số ví dụ như là Shopee, các bạn có thể nhiều shop, shop 1, shop 2, rồi là Sendor, Lazada, Tiki. Đấy, nhớ như gọi những kênh bán hàng. Thì đây là một cái hệ thống hoàn chỉnh. Đương nhiên là trong này sẽ có nhỏ hơn nữa, chẳng hạn như là khi mà mình kích vào trong TikTok chẳng hạn thì sẽ có là, hoặc là YouTube đi. Vào YouTube thì sẽ là YouTube nó sẽ có rất là nhiều cái liên quan đến video, liên quan đến hệ thống playlist này kia. Anh em dừng lại một phút, ấn like, ấn chia sẻ nhá, ấn đăng ký kênh, và mọi người nhớ là ấn một cái chuông nhỏ nhỏ này để nhận những video mới nhất nhá. Vào đây nha. Ok, cách làm như thế nào, kiếm tiền ở đâu, rồi cách thu hút khách hàng vào website, vào cái data, lấy data khách hàng như thế nào, thì trong này nó còn nhỏ nữa rất là nhiều. Thì nếu bạn nào đã có những cái hình dung về cái hệ thống này rồi thì mọi người sẽ thấy rất là rõ nhé. Nếu mọi người đã có những hình dung rồi thì sẽ thấy rất là rõ là cái hướng đi như nào rồi. Nếu các bạn nào đã nghĩ tới thì sẽ nhìn nghe đã biết là hướng đi sẽ phải làm gì rồi nha. Thì đây là những cái mô hình mà mình học được từ chỗ thầy Phạm Thành Long. Trong những cái thời gian học vừa qua, mình học thầy Long khoảng độ gần cũng như là
khoảng độ tầm 3 4 tháng rồi á, trải qua rất là nhiều khóa học rồi. Và mình thấy thầy dạy rất là hay ở chỗ đó là tư duy, tức là tư duy làm sao để mình nhận, mình biết được, mình ghét được cái mô hình này vào trong cái mô hình kinh doanh của mình nhé, để làm sao sử dụng được cho nó hiệu quả. Chứ thầy không có dạy chúng ta cái cách làm như nào, cách làm chi tiết thầy không có làm, không có dạy chúng ta. Thầy chỉ dạy chúng ta đó là làm sao có được cái tư duy, có tư duy sẽ tìm được cái, có tư duy đúng rồi sẽ tìm được cái kiến thức đúng, và từ kiến thức đúng sẽ đưa được cái công cụ đúng. Và bữa thì thầy đã dạy chúng ta cái tư duy này rồi, và mình thì mình cái bảng này là cái bảng mình làm lại nhá, còn thầy chỉ dạy cái tư duy đó là phải thu hút khách hàng và phân tích khách hàng, sau đó thì đưa ra những sản phẩm theo nhu cầu khách hàng thôi. Còn đây là cái mô hình này, là mô hình hiện tại mình đang làm, cái mô hình là mô hình của mình dựa trên cái tư duy mà thầy đang dạy nhá, mọi người đừng hiểu nhầm nhá. Thì bây giờ nếu mà khi mà mọi người đã có cái mô hình rồi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người từng bước một, chẳng hạn như là về kiến thức thì cần kiến thức gì để làm này. Mọi người còn nhớ cái tam giác mà bữa mình chia sẻ không? Cái tam giác mình chia sẻ về này, tam giác này, tam giác ở trên này là, trên này là kiến thức đúng này, đấy, ở trên này là kiến thức này, kiến thức đúng này, ở bên dưới này, à chỗ này là tư duy đúng, ở dưới kiến thức đúng là ở dưới này, đấy. Trên này thì chúng ta có một cái gọi là tư duy, chúng ta tư duy được xem là nên làm cái gì thì hiệu quả. Sau khi mình biết là làm mô hình này hiệu quả thì mình mới tới cái bước tiếp theo, đó là kiến thức. Vậy thì để làm được cái mô hình này mình cần kiến thức về Facebook này, về YouTube này, về blog này, về Instagram, về TikTok này, thì mình học ở đâu, mình lên mạng mình tìm kiếm như thế nào. Sau khi mình có cái này rồi thì mình sẽ có cái bước thứ hai, đó là mình đã biết cách làm Facebook rồi chẳng hạn, thì mình mới tìm xem là vậy thì trên thị trường có cái công cụ nào giúp mình làm nhanh hơn được không. Thì đó là bước tiếp theo, đó là bước công cụ đúng. Thì khi mà các bạn đã biết được là kiến thức nào để làm được, chẳng hạn như làm email marketing này, làm chatbot marketing rồi, thì các bạn sẽ tìm ra được cái công cụ làm sao giúp mình nhanh nhất, dễ nhất để làm cái này trơn tru tối ưu, rồi là thiết kế làm sao thiết kế được cái sản phẩm tốt nha. Cái này mình chia sẻ cho anh em như vậy để anh em biết được là một số anh em, nếu mà anh em nào mà đang muốn đi học thầy Long á, thì mình khuyên là xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp, cái business rõ ràng đi, thì mình đi học về khi mà nhận được những cái tư duy đấy của thầy ấy, thì mình áp dụng vào sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Nha, còn nếu các bạn chưa có gì ấy, thì nó hơi khó chút đi, các bạn sẽ rất là nhức đầu. Thầy dạy không có dạy cách làm mà chỉ dạy tư duy thôi, nhưng mà người ta hơi khó làm một chút. Ok, bye bye anh em. Thì mình nghĩ là một cái chủ đề này sẽ rất là hay, đó là mình sẽ đi sâu vào từng cái, đào sâu vào từng cái ô này một, chẳng hạn như Facebook thì làm như thế nào, livestream rồi fanpage chạy quảng cáo rồi group như nào để kéo được về cái data này. Sau đến YouTube, blog, Instagram, rất nhiều cái. Tiếp theo là hệ thống email marketing, rồi chatbot, rồi SMS. Giờ dần dần mình sẽ chia sẻ toàn bộ cái chỗ này cho anh em nhé. Anh em thấy hay thì nhớ là chia sẻ, ấn cái kênh của mình nha. Ấn đăng ký kênh và ấn vào cái chuông nhỏ nhỏ. Ấn vào cái chuông nhỏ nhỏ để khi nào mình ra những video mới á, mọi người được xem đầu tiên. Và ok nha, mình là Phan Nho. Và cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này nha. Bye bye.